Ở đây, người ta cho chúng ta cái kiến thức gì trong cái chia động từ này? Trong tiếng Nga, tất cả các động từ chia thành hai nhóm, một và hai. Đó, một và hai. Nó chỉ có hai cái chia thôi, hoặc là chia theo nhóm một, hoặc là chia theo nhóm hai. Đó, toàn bộ nó chỉ có là như vậy. Đấy. Tạc. Tạc. Thế thì nhóm một nó chia như thế nào? Nhóm 1 người ta sẽ bỏ T dấu mềm. Nhóm 1 người ta sẽ bỏ T dấu mềm. Đấy. T và dấu mềm. Sau đó người ta thêm đuôi U, đuôi Yes, đuôi Yet, đúng không? Đó. Và cuối cùng là đuôi Yut. Đấy. Đó. Người ta gạch nốt cả cái này cho nó. Yê chê. Thế và nhóm 2 nó chia như thế nào? Nhóm 2 nó chia đây là chúng ta khi chia chúng ta phải bỏ cả Y, T dấu mềm. Nếu như đây chỉ bỏ T dấu mềm thôi thì đây bỏ cả Y, T dấu mềm. Và nó cũng chia đuôi U. À, U. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? U. Giống nhau. Hai thằng này nó giống nhau. Đó. Thế nhưng mà từ đây nó lại bắt đầu khác nhau rồi. Đây là yes. À, em thấy đây là yes. Thì đây nó là is. Đó. Thấy chưa? Khác đấy. Is. À, đây là it. Đây là im. Đây là ý chia. Và đây là yat. À, đây là khác nhau này. À, em nhìn thấy đây khác nhau. Đúng không? À, đây khác nhau. Đó, khác nhau ở đây. Thế chỉ có mỗi duy nhất ở đây là giống nhau thôi. Đó. Thì vậy thì đây là cái kiến thức chia động từ. Tất cả các động từ mà chúng ta cần chia được. Chi tát là gì em? Tát là đọc. Là đọc. Gavarit là gì? Nói à. Nói, tôi nói nào. Em nói, yeah. Tôi nói. Yeah. À, tôi nói là gì? Yeah. Yagavariu, đúng không? Yagavariu. À, tôi nói tiếng Nga. Em nói tôi nói tiếng Nga. Yagavariu Paruski. Yagavariu Paruski. À, tôi nói tiếng Nga Paruski. Paruski. À, tôi nói tiếng Nga tốt. Yagavariu Paruski. Хорошо. Yagavariu Paruski, хорошо. À, anh ấy nói tiếng Nga kém. Он говорит. Он. Он. Говорит. Paruski. Он по-русски плохо. Плохо. А, он говорит по-русски плохо, да? Так. А, em biết động từ жить. Động từ жить là gì? Là sống ạ. Sống. Chia động từ như thế nào? Жить. 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 Я. 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 А, я живу. Живу. Я живу, ты. Ты. Ты живешь. Живёс, да, ты живёс, да, ты живёс, а, ты живёс, он. Он живёт, да, он живёт, да, он живёт, да, он живёт, да, мы. Мы. Мы живём. Живём. Мы живём, да, вы. Вы. Живёте? Вы живёте? Và anh ấy? Anh ấy живут. Anh ấy живут. Đấy. Anh ấy живут. Em nói, tôi sống ở nước Nga. Я живу. Я живу. Я живу. В. России. В. В России. Да, я живу в России. В России. Em nói lại nào. Я живу в России. Em в России. В России, да. Я живу в России. И я говорю по-русски. И я говорю по-русски. По-русски, да. И я говорю по-русски. Я живу в России, и я говорю по-русски. А, я говорю по-русски хорошо. Эм, ну, то есть на тинга тот. Я... По-русски хорошо. По-русски. А, хорошо. Я говорю по-русски хорошо. Em nói, mặc dù tôi sống ở Nga. Đối em nói được đấy. Chúng ta có từ mặc dù là gì nào? Rất đơn giản nhé. Dễ nhớ. Đó là từ khacha. Khacha. Khacha là mặc dù. Mặc dù tôi sống ở Nga nào? Em nói nào. Mặc dù tôi sống ở Nga. Khá chá. Dạ. Khá chá.
Я говорю, а нет, хотя я Я живу. Живу живу в в России. В России. Brazil. Nhưng là gì? Em Nhưng là gì? không biết ạ. Nhưng là no. Đúng không? Хотя живу в No. России. No. Nhưng mà tôi nói No. tiếng Nga tồi. No. Vâng. No ya. Yeah. Говорю. По-русски. Говорю по-русски очень плохо. А, по-русски. Очень плохо, да? Очень плохо. Так. Очень плохо. Хотя я живу в России, но я говорю по-русски очень плохо. А, нói chồng tôi ở Việt Nam. Mặc dù chồng tôi sống ở Việt Nam. Mặc dù là gì? Kasha. Khá Môi. Mua Môi mush. Môi mush. mua Em nói mua mush sh. Cái chữ r này đọc là sh. Môi mush. mua À, cái chữ này nhé. mua Đà, em đọc cái mua chữ này thành chữ sh. Môi mush. Môi mush. mua Đà, môi mua mush. Nó không có âm. Môi mush. Живет. Sống ở Việt Nam. mua Ж. Живет. Живет. Và Việt Nam nhỉ. Đấy. Và Việt Nam nhỉ. À, khá môi mush. Живет. Và Việt Nam nhỉ. Nó. Nhưng mà anh ấy nói tiếng Nga tốt. Nó. Nó ổn. Nó ổn Gavarit à nhiệt đúng Non không? говорит Gavarit по-русски. Gavarit Хорошо. Хорошо. Да? Баруси Non говорит по-русски хорошо. Да. Так. À, bây giờ chúng ta có động từ ichi. Em biết động từ ichi không? Ichi là đi. Đi. Ichi. 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 Ichi là đi. Đúng không? Đi. Đấy. Đi là gì? Đi bằng chân ý. Đi bằng chân. Vâng, Đúng đi không? bộ. Tôi đi thì sao? Yai đu. Yai đu. Yai đu. Đấy. Em nói nào. Yai đu. Tôi đi. Nào. Ê. Nói đi. Yai Yai đu. Đẹp. Khá cho tươi. tôi Ý. Idios. À, đây phải là Idios. Đúng không? Idios. Ổn. Ổn. Ý. Đúng. Ổn idiot. Đúng không? Ổn phải là idiot. Em nhớ. Em mới nhớ nhé. Ổn là idiot. À, ổn thì nó kết thúc bằng đuôi tờ này. Cái âm tờ này. Ổn idiot. Chúng ta nói ổn idiot. Còn cái âm tờ đó. Ổn idiot. Mới. À, bây giờ mới là idiom. Ý. Nào, mười. Mười gì? Mười dồm, đúng không? Mười dồm này em để ý đây có âm M này. À, mười có M này. Em nhớ, mười có M thì là nó kết thúc bằng đuôi M này. Đó, nhớ như vậy nhé. Mười ý dồm, vui. Vui nào? Ý. Vì Ý dồ chế. Vui dồ chế. Đấy, vui dồ chế. Đấy, vui dồ chế và anh ý. Anh ý. anh ấy tốt Ý. Idut, anh ý đụt. Anh ý đụt. tốt Đã anh ý đụt. Em đọc lại nào. Ya ý đụt. anh ý đủ Tí Josh. chốt Ôn ý dột. dột Mươi dồm. ốm Với vui Với dột ý dột chế. Anh ý anh Ý đụt. ý dột Anh ý đụt. Хорошо. Anh ý đụt đấy. Anh ý đụt. Хорошо. Bây giờ em nói cho thầy câu là tôi đi cửa hàng. Tôi đi cửa hàng. Y. Y đủ. Idu V. magazine À, phải có V nhé. V. vâng Magazine. À, đúng chưa? Y đủ magazine. Đấy. Y đủ V magazine. Đấy. Y đủ V magazine. Tak. Говори. Em nói đi. Y đủ V magazine. Yeah, đủ vở magazine. Yai du magazine da. Yai du magazine. À, tôi đi làm. À, đối em nói được câu đấy. Tôi đi làm nói như thế nào? Dạ, y du. Rõ ràng là yai du rồi. Yai du. Đi làm là thế nào? À, em nói là yai du na. Narabotu da. Narabotu. Đấy. Yai du narabotu. Yai du narabotu.
Yeah, idu na roboto, né? Tôi đi về nhà. Ya. Ya. Idu. Idu. Gì nào? Ya idu, đi về nhà là gì? Da moi. Da moi, đúng rồi, da moi, ya idu da moi. Ta. Thế bây giờ em nói cho thầy câu. Tôi đi về nhà còn chồng tôi thì đi cửa hàng. Tôi đi về nhà thì chồng tôi đi cửa hàng. O da moi. Ya idu da moi. Moi mu. Mối. À. A. Phải là A. A mối mus. A mối mus. Mus. Idiot. Đúng không? Idiot. V. Magazine. Đấy. Magazine. Đã. A mối mus idiot magazine. Đấy. Хорошо. Ngày mai tôi không đi. Ngày mai tôi không đi làm. Ngày mai là gì? Завтра. Завтра. Я. Я. Не. Không đúng không? Завтра я не иду. Завтра я не иду на. На. На работу. Да. Завтра я не иду на работу. Да? Завтра я не иду на работу. Той ở nhà. Той ở nhà. Я. Дома. Я дома. Да? Я дома. Да? Я дома. Không nói vào доме mà. Я дома. Я дома. Да? Я дома. À, sẽ chăm đứa trẻ con. Sẽ trông con, tôi ở nhà sẽ trông con. Đối với nói được câu đấy. Câu này nhiều người không nói được luôn. À ha, nhiều người không nói được luôn. Я Амавеси. Я смотрю. Смотрю. Да, я смотрю là tôi trông nhìn đấy. À nhìn để cho nó khỏi ngã chẳng hạn, nhìn để chăm sóc nó chẳng hạn. Я смотрю за. Re. За ребёнком. Да. Я смотрю за ребенком, да? Я смотрю за ребенком, да. Я смотрю за ребенком, да? Той, чем кон, чем эмбэ, ты чем эмбэ, да? Я смотрю за ребенком, да? Да. Bây giờ bà chồng là, tôi đi cửa hàng, còn anh thì nhìn trông con. Tôi đi cửa hàng, còn anh trông con đi. Em đi cửa hàng, anh trông con đi. Yeah. Yeah, y đủ. Я иду в магазин. А, ты. А ты. Ты кон ань. А ты. Смотри. Смотри. Да? Смотри за ребенком. Ты кон ань, ты чем кон ди. Я иду в магазин, а ты смотри за ребенком. А чем но, không có là nó ngã đấy, chẳng hạn vậy. Ví dụ thế. Так, хорошо. Đấy. À lúc đó chúng ta sẽ nói như vậy. Thì chúng ta có động từ gì nào? Ichi yaidu ti jos ni jot mi jom vi jo chi ani idu. Đấy. Đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta chia động từ.